đâu qua vậy? Gần đây không? Bỏ quầy tôi đi nha. Trời ơi, Hóc Môn quá hả? Ủa, có một người nào nhắn tin tôi cũng có Hóc Môn lên là phải đây không? Ở đây nè, đúng không? Nó nhắn mày có qua bên quận 7 không có á. À, cảm ơn anh chị nha. Để giờ em lu bu quá không có tiếng. Được. Bye bye. Mẹ nè con. Cảm ơn hai anh. Anh em lu bu. Ăn được phải không? Sao hai cưng đi chơi với gái vậy? Mình là mình phải đi với trai. Mình đi như vậy rồi. Sao? Dạ, chưa, cái tới duyên á chị ơi. Chưa tới duyên hả? Là đứa yêu nhau được không? Dạ không. Hai đứa tụ kệ luôn á chị. Không, thì ví dụ yêu nhau thì hai đứa làm cái gì vậy? Là mình xa rồi, nhớ chứ thương. Chụp hình phải chụp đi nè. Ở đâu qua vậy? Còn đây không? Còn như vợ có mắt đứa kia. Học lớp mấy? Hay còn đi học lớp 3 không hay là đại học rồi? Học đại học rồi hả? Đại học chung gì vậy hả? Bách khoa hả? Giỏi. Lẽ ra hai đứa được học bách khoa. Hai đứa phải học trường đại học về sinh học. Đúng không? Về giới tính. Để hai đứa phát huy với lại tìm hiểu ra những cái giới tính mới về Việt Nam mình. Việt Nam mình bây giờ là chơi tới BD thôi là hết rồi. Giờ hai cưng chơi khác đi. Ví dụ như hai cưng chơi bên vui cũng được. Chẳng hạn gì đó đúng không? Chơi cái gì nó lạ lạ để cho Việt Nam mình tầm quốc tế rồi. Đâu có thể nào mà thua thiệt được, hiểu không? Có tính chơi bên vui không? Không. Không. À, ví dụ mà có tính chơi bên vui thì chỉ cho chơi. Như vậy cho biết có người chơi bên vui hay lắm. Kiếm như Huy á, ở nhà chơi bên vui hay lắm. Tôi bây giờ này về quê đi xô lợi đại công an nè, lu bu á, chắc đi đâu rồi qua không kịp gặp Tú Mỹ. Chụp hình đi. Dạ. Ở mà mình đừng qua một cái mã chụp hình. Chụp đi. Vô này nha. Rồi 1, 2, 3. Trời ơi, trong mình ba thằng trai chụp cái nhỏ gái dễ thương ghê. Trời ơi, đáo cưng mà đi chơi với ba má buồn lắm. Tại biết sao con gái lứa có một mình đi với ba thằng trai. Nó quánh giác cũng chớp. Ít ra cưng mới đi ba trai ba gái hoặc là hai trai hai gái. Cưng đi như vậy là không ai bảo vệ cưng. Thì chị nói thiệt. Cái này nhau hơn không nói là chứ đâu không có gì. Bây giờ nhà chị hỏi nè. Mình nhìn nhau thì ở ngoài nó không chị? Mà lỡ chứ ví dụ như giờ tối nay mà nhà tụi mình bị phá cửa, bốn đứa mình đi vô cách mạng, công an nó coi giấy chứng minh thì nó sẽ nói là sao? Ba nam một nữ, chứ nó đâu có nhìn ở ngoài đâu hơn. Rõ không? Đi vô khách sạn thấy ba nam một nữ à. Rõ ràng, trong giấy chứng minh là giới tính nè, ba đứa nam trai nè, một đứa gái nè. Đi cà phê. Đi cà phê hả? Những cái bạn bè lỡ mà nhà khóa cửa, chị em mình đi vô khách sạn ngủ cũng là bình thường. Chị em mình đâu làm gì nhau. Nhưng mà công an nó không có nói được. Dở ra giấy chứng minh ba thằng trai với đứa con gái. Ví dụ mà lên báo chí người ta cũng cái bằng à, anh với bộ đâu cũng chuyện gì đâu. Chớp thành dành bé rồi. Bởi vì chị nói hoài. Thiệt, BD vô tâm cũng làm trai. BD vô tâm cũng làm trai nha. Hai đứa này nè, ghê lắm. Hồi xưa nó hay đi chơi gái, bắt loại. Chị đi chung chớ rồi, chớ rồi. Không, cái lúc đó chị làm gái ngoài đó. Mà nó không đi chị. Thiệt sự lúc đó nó không đi. Ờ, thật thì chị ghim chứ bộ lúc đó nó không đi chị. Ơ chỗ bây đi mà sao uống quá trời đi hai nhỏ kia. Hai nhỏ kia tưởng sao đẹp trời ơi. Lại gần đi còn biết sao đi không đi mà tối về coi đây chiêu chị. Cánh dương chích rồi. Là tôi tối nào cũng là chiêu của chị. Không, đây là tôi thích nhất thôi. Phan cuồng luôn hả? Có một tay ngồi mới mới tính. Bây giờ chị đúng lưỡi cái cơ hội. Trời ơi. Đúng rồi, chụp hình rồi chụp rồi phải không? Sao không tắt đi để gì vậy? How been nha. Ê, để hình ai vậy? À, cái này là... Đó, nói tương tương vậy rồi để hình trai nha. Trời ơi, mật khẩu là cái gì vậy? Dạ số 4 nha quý vị nha, lỡ văn cấp điện thoại tôi nhớ vậy. Cái này là phim chị, phim gì vậy? Phim Thái nha. Đúng rồi. Có đam mỹ không? Đam mỹ chị. Mày dâm lắm. Đâu có dâm. Mới bị lớn mà có phim đam mỹ. Phim đam mỹ là hai đàn trai nó yêu nhau quý vị. Mọi người trên mạng mọi người không hiểu cái đâm rồi.
Đam Mỹ là hai thằng chân yêu nhau mà nó cũng nó lên giường nó nằm nó chụp mà nó lăn qua lăn lại ai muốn hiểu gì cái này đó là trong sáng đi chị trong sáng không trong sáng không chụp mà lăn qua lăn lại ai muốn hiểu gì hiểu là đối với đó là trong sáng nhưng mà cái đầu em là không thể nào trong để sáng luôn á không có người nói bậy chỉ có người nghĩ bậy thôi đúng rồi chị đâu có nói bậy đâu chị đâu có nói bậy đúng không chụp mình lại lăn qua lăn lại còn chuyện ở trong là gì vậy hồi nói chị nghe coi nói gì chị hai thằng trai dùng chụp mà lăn qua lăn lại làm gì luôn chưa biết chuyện đó luôn chị nhìn cái đó thì chị nhớ cái cuốn chảy giò đúng không chị nhớ cái cuốn chảy giò thì giò qua giò lại bình thường mà không biết ủa làm sao cứ nghĩ gì thì em nghĩ ê chị thấy cái chữ mà cuốn chảy giò mà giò qua giò lại là chị thấy cái cưng kỳ nha thay đổi sắc mặt nha thì em nghĩ thôi chết rồi bé ơi cưng như vậy là chết rồi sao vậy em xú đúng không cuốn chảy giò giò qua giò lại thì mình cuốn chảy giò xong có ba mình phải giò gói lần cái giò xong rồi mình để đây cái ngồi mình phải giò qua lời chứ để không có cưng ngồi sao chứ cưng nghĩ gì thì em nghĩ như mọi người đang nghĩ thôi mọi người nghĩ vậy thôi cuốn chả giò hả chỉ là cái cuốn chả giò thôi giò qua giò lợi cũng hiểu không là giò qua giò lợi gì thôi đó gì đó đâu có làm gì đâu ví dụ mà xuất bình xăng con thì cái máy xuất bình xăng con nó làm sao tại thấy không bắt đầu rồi đó chị cái máy xuất bình xăng con nó xuất làm sao con chạy xe không cũng xăng con đi đổ xăng thôi đi xăng con cũng bị hư rồi bởi vì cũng không biết xúc chạy xe là phải biết xúc bình xăng con trời ơi cưng chạy xe cưng rảnh á là cưng phải kiếm đồ cũng xúc cho bình xăng con cưng hiểu không cưng phải xúc cho nó sạch chạy xe không xúc bình xăng con là sao chạy lỡ là hư hết xăng rồi sao có bình xăng con xe cung mình xúc có hiểu không cho nó sạch trời ơi cái đầu nó nghĩ bậy cho mồ hôi nha uống luôn á thì sự nè không có nói láo nè quý vị xoay qua nè cái chán uống nhem luôn quá ghê bởi vì trời nó lớn nhanh cũng vậy cái trường thành hồi xưa lúc mà chị biết yêu là năm đó là chị mới có 6 tuổi là chị biết yêu rồi còn như Hương là 12 tuổi là yêu rồi phải không lớp 6 là yêu rồi đúng không bây giờ còn ế có mối nào không thấy là rõ ràng chưa đúng rồi đúng rồi đội nhỏ nó giờ sao rồi nó có khóc lên không là mà nó có khóc không ý là mà nó bình thường với em là... đây là cuốn phim cho quý vị nha thì quý vị cũng đã từng coi qua trên mạng xã hội chúng ta có rất nhiều phim ảnh để mà thưởng thức thì quý vị cũng đã từng có nghe đến bộ phim chồng tôi là vợ người ta đó là đây đây là quý vị chồng tôi là vợ người ta sau khi mà ở đây câu chuyện được xảy ra thì các nhà biên soạn kịch bản đạo diễn đã hợp lại quyết định ghi ra một kịch bản để làm một cuốn phim chồng tôi là vợ người ta trời ơi thấy con làm khổ không nhỏ mới lớn không có con bé đó giờ có chồng có bồ chưa bé đó giờ có bạn trai chưa chưa luôn chưa nó mất niềm tin vào tình yêu rồi bé ơi nó sợ yêu ai một ngày nào đó rồi tự nhiên hai thằng trai yêu nhau trước mặt nó sao nó chịu nổi gặp chị là chị không yêu luôn đó hồi xưa không biết gì chị ơi trong sáng cưng có nắm tay nó chưa chưa có nó chở đi học không có ngồi cùng bà ngồi cùng bà không nắm tay không nắm dám tay thề đi thề thiệt trời ơi ngồi cùng bà không phải lòn tay cưng chỉ là nói chuyện qua lại thôi chứ không dám gì chưa tới khi kiểu như hè nghỉ hè xong á bắt đầu kiểu như tươi quá kiểu như mình nhắn rồi sao tôi quyết định cho bên đây nhỉ mấy chị tự nhiên cái tính rồi cái đời đặt năm mà biết rồi cái xong rồi tới đó biết luôn nhưng mà giờ tôi có cảm giác với con gái không thì nghĩ là sẽ có nếu như mà đứa nào nó hợp gu đúng rồi nghĩ là nếu gặp như mà nó hợp gu đúng rồi là đây là những bạn này là có thể là một cái nhóm gọi là bisexual kiểu gì đó hiểu không chứ không có mặc định là gay đây là bisexual là có thể là có tình cảm của con trai và có con gái nhưng mà thật sự luôn là phân tích về giới tính á nó có nhiều cái để cho mình ủng hộ lắm tại vì đã là giới tính thì nó không có xấu cái giới tính là cái quyền tự do của một cá nhân con người hiểu không nhưng mà có nhiều người ta nói ví dụ như có nhiều người ta kỳ thị cái người bisexual người ta nói tại sao nó bd không ra bd không dám găng dai đúng không người ta không chấp nhận nhưng mà thật sự khi mà chị làm vấn đề hay tìm hiểu vấn đề giới tính
mình phải tôn trọng giới tính là người ta không quyền được quyền lựa chọn, phải tôn trọng đúng không? Nhưng mà đâu phải là tôi thích bừa bãi đâu, phải hợp gu đúng sở thích của mình á, đúng cái suy nghĩ cái quan điểm mình bừa thích đúng không? Chứ đâu phải là mình trung ai là mình yêu, đâu có thể nào nó là bừa bãi. Con trai, tại nếu như con trai mà mình là bisexual mình hay yêu con trai yêu con gái, ta nói mình bừa bãi sai. Con trai con gái hay là bd nó cũng có một bừa bãi không, nó đụng đâu nó đụng đó, tại sao không quy định những cái người đó là bừa bãi đúng không? Mình là phải nhìn chung bảo vệ cưng, nhưng mà nếu như mà chị có thống tổ bd thì không có thống tên cưng thì nói thiệt, tại vì cưng sẽ lỡ sau này cũng bỏ chồng cưng đi lấy vợ rồi sao. Tôi không biết cưng làm ảnh hưởng cái dân số của cộng đồng CLBT tại Sài Gòn đâu có được bé. Trời sống hơn chơi bd là phải chơi bình thường. Chơi là phải chơi, là phải nguyện một lòng một dạ suốt ngày chơi BD, ngày ngày đêm đêm chơi BD, lúc nào ý thức cũng phải nhớ tới BD. Cưng chơi như vậy là nửa mùa su không được. Mà giờ theo như cảm thấy là sẽ trai như lớn rồi, nhà cưng biết không chưa? Sao hôm nay nhà cưng sẽ biết nhiều về chú thích nè. Cưng nghĩ ra mà thấy là chị đang cố biện hộ cho cưng là bisexual mà cưng nói vậy là chết rồi. Tại vì nhà em á thoáng không? Thoáng được không? Nhưng mà thật sự luôn thì mong là qua những cái kênh như vậy đó, nghe được những cái lời mấy bạn này chia sẻ, thì quý phụ huynh hoặc là những ai mà chúng ta ở nhà có con em trẻ mà không may mà rơi vào những cái trường hợp giống như tụi em á, cũng bị thấy thương mở lòng hơn. Tại vì thật chất ra không ai muốn mình như vậy, và người nhà hoặc gia đình người lớn á, mình không có dám chia sẻ. Và mình thường cái chia sẻ là cái kiểu gì nè, bạn bè gặp ngoài đường mình sẽ chia sẻ, nhưng mà đôi khi có những cái chia sẻ đó rất là thật mình không thể nào nói được. Và nếu như mà người lớn họ mà ngồi chịu chia sẻ, chịu lắng nghe thì họ sẽ hiểu. Thì em mong là nếu như mà có những cô chú anh chị quý vị xem qua được những cái đoạn clip này, quý vị sẽ thương cái đứa trẻ mà những cái người như chị. Tụi em không ai mong muốn gì hết, nhưng mà nếu như mà quý vị lỡ như em nó không may mà mình kỳ thị hay là mình cuộn ép thì nhiều khi là sẽ xảy ra những cái chuyện là chán học, bỏ nhà, mình không tập trung học, mình buồn, áp lực, nó sẽ đánh đi sai hết hoàn toàn cả một cái tương lai của những bạn trẻ không may gặp cái gì đó. Còn như Nhi thì thật sự luôn là từ lúc nhỏ là Nhi có bà ngoại, bởi vì chị rất là thương ngoại, tại vì ngoại là đồng hành với chị từ nhỏ và ngoại giống như là khe chấp nhận hết, dù nghĩ là ngoài cũng chấp nhận, miễn sao là không vi phạm pháp luật, làm gì phải đúng, phải biết suy nghĩ, không ảnh hưởng tới gia đình, không rượu chè, không chích cờ bạc, đi đâm hình. Chị nói thiệt cho tới bây giờ luôn, hồi nhỏ chị chưa bao giờ mà bị trường học mời phụ huynh vì cái tội cúp học đánh lộn. Chị học giỏi ngoan cái gì luôn, nhưng mà sau này thì chị chửi người ta hơi nhiều. Từ lúc mà chị hot lên Facebook thì chị chửi người dữ lắm em. Cái chị không có huynh mà chị xuống tao huynh. Chị sợ quýnh lộn, tại vì cái mặt của chị với người chị không có gì tiền, chị sợ lắm.